Tôi nghĩ rằng Rooney ghen tị vì tôi giỏi và đẹp trai hơn cậu ấy. Đây chính xác là những lời nhận xét mà Cristiano Ronaldo nói với Rooney, người đồng đội cũ của CR7 tại Manchester United, được chia sẻ trong buổi phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan cách đây 4 tháng. Đây là lời đáp trả gay gắt của Ronaldo dành cho Rooney sau những chỉ trích công khai của cựu tuyển thủ đội tuyển Anh nhắm vào người đồng đội cũ. Mối quan hệ tưởng chừng đã được hàn gắn từ sau World Cup 2006 hóa ra vẫn rất căng thẳng. Có thể thấy rằng quãng thời gian bằng mặt nhưng không bằng lòng của cả hai có lẽ đã chấm dứt khi Wayne Rooney tuyên bố giải nghệ. Cựu đội trưởng Manchester United quãng thời gian cách đây vài tháng thường xuyên công khai chỉ trích đích danh Ronaldo. Và CR7 với bản tính chẳng chịu thua bất kỳ một ai đã có những màn đáp trả gay gắt với người đồng đội cũ của mình tại Man United. Câu chuyện về những xích mích của hai cầu thủ này chẳng còn xa lạ với người hâm mộ ở bộ môn túc cầu trên toàn thế giới. Mọi chuyện bắt đầu từ World Cup 2006. Tuy nhiên, trước đó đã có những dấu hiệu về việc CR7 cảm thấy không thoải mái với sự xuất hiện của Rooney trong màu áo quỷ đỏ. Ronaldo cập bến sân Old Trafford mùa hè 2003 và được trao chiếc áo số 7 huyền thoại tại Man United. Sau đó vào mùa giải 2004-2005, Manchester United đón Wayne Rooney, một tài năng trẻ ngang ngửa Ronaldo, thậm chí được đánh giá nhỉnh hơn nhờ mang quốc tịch Anh. Thời điểm ấy, đà phát triển của Ronaldo bị chứng lại một phần do phong độ đi xuống của cả câu lạc bộ. Giải thưởng Golden Boy mùa giải đó trượt khỏi tay của CR7 và rơi vào tay của chính Wayne Rooney. Mùa 2005-2006 diễn ra gần như tương tự. Ronaldo ghi được 12 bàn thắng ở mùa giải này nhưng vẫn kém Wayne Rooney. Có lẽ những dồn nén ở quãng thời gian này đã khiến CR7 có những hành động được cho là không đẹp với người đồng đội đang về vai sát cánh tại Manchester United. Rooney lúc bấy giờ đang là cầu thủ trẻ hay nhất của ngoại hạng Anh, là niềm hy vọng của người hâm mộ Tam Sư tại kỳ World Cup năm đó. Nhưng ở trận tứ kết giữa Anh và Bồ Đào Nha, chính Ronaldo là người đã có tác động đến trọng tài chính điều khiển trận đấu, khiến ông đưa ra quyết định truất quyền thi đấu của gã Shrek. Sau khi không biết do vô tình hay cố ý mà Rooney đã đạp trúng vào chỗ kín của Ricardo Cavani, Rooney bất ngờ với những lời nói của ngôi sao người Bồ. Khuôn mặt trở nên ngỡ ngàng và cái đẩy người thể hiện rõ nỗi bực tức cũng như sự thất vọng dành cho người đồng đội cùng màu áo câu lạc bộ. Kết cục, Rooney nhận tấm thẻ đỏ. Anh thua Bồ Đào Nha ở loạt sút luân lưu và cái nháy mắt của Ronaldo chính là những điểm nhấn đáng chú ý ở trận đấu đó. Thậm chí sau trận đấu, đã có những phát ngôn đầy rùng rợn của Wayne Rooney được một quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Anh tiết lộ. Vị quan chức của FA này cho biết, trong bữa sáng tại khách sạn hôm Chủ nhật, Wayne nói anh ta sẽ bạc tai, xé Ronaldo thành hai mảnh. Sau World Cup, Ronaldo trở thành kẻ thù của xứ sở sương mù. Sức ép của dư luận lúc này lớn đến mức CR7 đề nghị được ra đi, thậm chí nói thẳng là không thể sống ở Anh được nữa. Nhưng chính Rooney lại là người làm hòa trước. Gã Shrek chẳng những không để bụng mà còn liên tục gọi điện an ủi cầu thủ người Bồ, Cristiano. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, bây giờ hãy nói về hiện tại và cùng nhau giành chiến thắng. Điều này khiến cho giới mộ điệu được một phen bất ngờ khi Rooney vốn được biết đến như một cầu thủ nóng tính, một gã côn đồ thực thụ ở trên sân bóng và sẵn sàng gây hấn với bất kỳ một đối thủ nào. Thế nhưng gã Shrek lại sẵn sàng bỏ qua cho Ronaldo với những gì mà ngôi sao người Bồ đã làm tại trận tứ kết năm ấy. Tuy nhiên với những fan hâm mộ của Rooney, cách hành xử đó lại hoàn toàn bình thường. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, tiền đạo người Anh chưa bao giờ gây hấn với đồng đội. Vì đối với Rooney, một tập thể đoàn kết là điều quan trọng nhất và ở tiền đạo này, người ta luôn nhìn thấy một sự hy sinh cao cả mà ít cầu thủ nào có thể làm được. Một cầu thủ sẵn sàng bất chấp tất cả vì đội bóng. Nhưng liệu những khúc mắc giữa hai ngôi sao này đã hoàn toàn được giải quyết hay chưa? Khi mà quãng thời gian còn lại tại Manchester United hay quãng thời gian mà CR7 thi đấu cho Real Madrid, Rooney đều rất hiếm khi nói về người đồng đội cũ. Để rồi những xung đột kìm nén bấy lâu của cả hai bùng nổ ở thời điểm khi Rooney đã giải nghệ để chuyển sang công tác huấn luyện, còn Ronaldo thì quay về mái nhà xứ Manchester United. Trong chương trình truyền hình trực tiếp của kênh ESPN có tên là Monday Night Football, khi được người dẫn chương trình David hỏi liệu Man United có thực sự sáng suốt khi chiêu mộ Ronaldo, Rooney đã ngay lập tức trả lời: "Tôi phải nói là không. Ronaldo đâu phải bản hợp đồng tốt nhất của Man United. Anh ấy đã và đang ghi khá nhiều bàn thắng, bao gồm những pha lập công quan trọng ở Champions League, cả cú hat-trick vào lưới Tottenham Hotspur nữa. Nhưng nếu Man United muốn hướng tới tương lai lâu dài, họ cần có những cầu thủ trẻ trung hơn.
những chàng trai trẻ tuổi sẽ có khát khao làm mọi điều tốt nhất để nâng tầm đội bóng trong 2 hoặc 3 năm tới. Phát ngôn của Rooney chắc chắn là khiến CR7 chẳng thể hài lòng. Thời điểm đó, dù Man United đang sa sút trầm trọng nhưng phong độ của Ronaldo lại tương đối sáng sủa với 18 bàn sau 33 trận đấu trên mọi đấu trường. Ngay lập tức ngôi sao người Bồ có hành động đáp trả trên trang Instagram cá nhân của Rooney. Tuje Alu, tức hai kẻ ghen tị chính là từ ngữ mà CR7 dành tặng cho người đồng đội cũ và Jamie Carragher ở dưới bức ảnh cả hai đã chụp tại chương trình Monday Night Football. Lý lẽ của Ronaldo rõ ràng là có phần đúng khi mà siêu sao người Bồ mới chính là cầu thủ trẻ được đánh giá cao nhất của lứa tài năng 1985. Hiện tại khi mà Ronaldo vẫn còn tung hoành trên khắp các mặt cỏ châu Âu thì Rooney đã giải nghệ và tập trung cho sự nghiệp huấn luyện. Kể cả khi chúng ta so sánh ở thời điểm mà phong độ của cả hai ngôi sao lên tới tầm cao nhất, thì Wayne Rooney chắc chắn chưa bao giờ có thể coi là ngang bằng về mặt đẳng cấp với CR7. Siêu sao người Bồ hiểu rõ điều đó và anh hoàn toàn tự tin khi gọi thẳng gã Slade là kẻ ghen tị. Rooney chắc chắn cũng chẳng lạ gì. Và có lẽ việc tiếp xúc với nghề huấn luyện viên từ sớm cộng với việc thường xuyên có mặt tại các chương trình truyền hình đã tôi rèn lên một Rooney có cách đáp trả cực kỳ tinh tế, vừa tỏ ý không thèm chấp người đồng đội cũ, vừa cố ý cái cắm Messi vào để chọc tức Ronaldo. Tôi muốn nói rằng có lẽ không có cầu thủ bóng đá nào trên hành tinh này không ghen tị với Cristiano. Sự nghiệp anh ấy đã có, những danh hiệu mà anh ấy đã đạt được, số tiền mà anh ấy kiếm được, cơ thể 6 múi của anh ấy. Mọi cầu thủ, trừ Lionel Messi ra thì đều ghen tị với Cristiano. Và cách đây 4 tháng trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Ronaldo đã tỏ ra vô cùng khó hiểu với những chỉ trích mà người đồng đội cũ thời gian gần đây luôn nhắm đến mình. Tôi chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại suốt ngày chỉ trích tôi thậm tệ như vậy. Có lẽ vì cậu ấy đã kết thúc sự nghiệp còn tôi vẫn đang thi đấu đỉnh cao. Tôi nghĩ rằng Rooney ghen tị vì tôi giỏi và đẹp trai hơn cậu ấy. Tôi thực sự trông ổn hơn mà. Không biết đó có phải lời nói đùa của cựu tiền đạo Man United hay không, nhưng rõ ràng việc mang cơ thể của một người khác ra để chê bai quả thực là điều không nên, đặc biệt là với một người có sức ảnh hưởng như Ronaldo. Và ngay sau khi những đoạn cắt về cuộc phỏng vấn của CR7 được công bố, Rooney đã có một bài phỏng vấn ngắn chia sẻ những quan điểm cá nhân về người đồng đội cũ trong màu áo quỷ đỏ. Tôi biết về Ronaldo, tôi hiểu tính cách của cậu ấy. Rõ ràng là vô cùng khó khăn khi phải ngồi dự bị. Cậu ấy không muốn ngồi ở đó, thứ cậu ấy muốn là được chơi trọn vẹn mọi trận đấu. Cậu ấy đã có cho mình một sự nghiệp tuyệt vời, hơn hẳn tất cả chúng tôi. Tôi nghĩ rằng Ronaldo và Messi là hai cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của bộ môn này từ trước đến nay. Nhưng thật không may tuổi tác của chúng tôi ngày càng cao. Cậu ấy đâu còn ở độ tuổi 23, cậu ấy giờ đây đã 37 tuổi rồi. Tôi nghĩ rằng sẽ thật khó khăn để cậu ấy chấp nhận những điều đó, không được thi đấu và phải ngồi dự bị. Đó là lý do mà cậu ấy vẫn ở đây và tìm kiếm cơ hội trở lại đội hình chính. Và nếu cậu ấy làm được, rõ ràng là cậu ấy đã nắm bắt rất tốt những cơ hội của mình. Rooney đã bày tỏ sự cảm thông đối với hoàn cảnh hiện tại của CR7. Ronaldo là một cầu thủ khát khao được thi đấu và khát khao thể hiện bản thân trên sân cỏ. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Manchester United cũng vô cùng khéo léo khi ám chỉ ngôi sao người Bồ đã già và phải nghe theo sự sắp xếp của huấn luyện viên, kể cả việc chấp nhận phải ngồi trên ghế dự bị. Ronaldo cần kiên nhẫn và phải cố gắng thể hiện thật tốt mỗi khi được trao cơ hội. Cuộc chiến giữa hai cầu thủ này có lẽ sẽ vẫn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Chúng ta sẽ cần thời gian để khẳng định ai đúng ai sai ở câu chuyện này. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh của người hâm mộ Manchester United nói riêng và fan hâm mộ bóng đá nói chung, rõ ràng những hành động trong quá khứ của CR7 không được nhiều người ủng hộ. Ở thời điểm hiện tại, hẳn người hâm mộ nghiêng về phía Wayne Rooney nhiều hơn khi những phát ngôn của cựu tiền đạo này đều với mục đích xây dựng và bảo vệ đội bóng. Còn Ronaldo, có lẽ cái tôi quá lớn đã khiến cho anh đi đến quyết định gây ra rất nhiều tranh cãi này. Cái tôi đã giúp Ronaldo đạt đến đẳng cấp cao nhất. Nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi khiến CR7 không còn được sự tôn trọng nào từ người hâm mộ của Man United. Các Manusian có lẽ là người đau lòng nhất khi chứng kiến cầu thủ từng đưa Manchester United từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác có những lời nói không hay về nhau. Tuy vậy, đây là điều không thể tránh khỏi khi mà lẽ ra cuộc chiến này phải bắt đầu từ 16 năm về trước. Cái ngày mà định mệnh đã khéo léo chọn Ronaldo, Rooney gặp nhau tại trận tứ kết năm ấy.